Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa công bố quyết định của quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 12 vì để xảy ra sai phạm xây dựng trái phép trên địa bàn. Theo quyết định số 1028 ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 12 thành phố Vũng Tàu, đã để xảy ra vụ việc xây dựng hình thành nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch đường A3 tại phường 12 thành phố Vũng Tàu. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu quyết định tạm đình chỉ công tác của ông Sĩ trong 15 ngày tính từ ngày 23 tháng 2 năm 2021.